Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc gì về vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đừng chuyển kênh mà hãy đón xem mục tiêu dùng thông thái của chúng tôi ngày hôm nay. Phần cuối của chương trình sẽ truyền tải tới quý vị nội dung đối thoại của ngành hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa mà doanh nghiệp quan tâm. Còn bây giờ sẽ là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Từ giữa tháng 6, khoảng 15 doanh nghiệp đồng loạt tăng giá bán xi măng thêm 50 tới 80.000 đồng, có loại tăng 140.000 đồng một tấn. Giá xi măng hiện tại ở mức trung bình khoảng 1,1 tới 1,2 triệu đồng trên tấn. Nguyên nhân được các đơn vị đưa ra là do giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất xi măng như xăng dầu, than đá tăng mạnh, khiến giá thành phẩm sản xuất xi măng liên tục tăng. Đây là đợt tăng giá khá cao so với đợt điều chỉnh giá hồi tháng 5 của hầu hết các doanh nghiệp. Trong đợt này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xi măng Công Thanh khu vực miền Trung có mức điều chỉnh tăng giá mạnh nhất từ 100.000 đồng tới 140.000 đồng một tấn. Xăng dầu tiếp tục tăng giá gây biến động thị trường và tạo ra thách thức lớn cho nhiều gia đình hiện nay khi nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng theo đà tăng giá. Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở thành phố Hưng Yên, nhiều mặt hàng như rau củ tăng giá từ 3 tới 5.000 đồng, trứng gà cũng tăng từ 5 tới 7.000 đồng trên một chục lên mức 35.000 đồng một chục. Dầu ăn Simply tăng 15.000 đồng lên mức 77.000 đồng trên chai 1 lít. Mì tôm Omachi tăng 20.000 đồng lên mức 250.000 đồng trên thùng 80g 30 gói. Nước mắm Nam Ngư tăng 5.000 đồng lên mức 44.000 đồng trên một chai 750ml. Người gửi tiền rút trước hạn một phần sổ tiết kiệm thì số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu mà không bị áp mức không kỳ hạn như hiện nay. Đây là nội dung mới tại thông tư 04 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2022. So với quy định cũ, quy định mới phù hợp với thực tế thị trường và nhu cầu tiền gửi của khách hàng, sẽ giúp khách hàng bớt thiệt hơn trong trường hợp cần vốn đột xuất phải rút tiền gửi trước hạn. Theo quyết định của Bộ Tài chính, ngày 30 tháng 6 năm 2022 là hạn cuối cùng giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Cụ thể, mức giá chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân là 15.000 đồng trên thẻ. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng, thay đổi thông tin là 25.000 đồng trên thẻ. Cấp lại thẻ bị mất là 35.000 đồng trên thẻ. Từ mùng 1 tháng 7, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59 TT-BTC của Bộ Tài chính là 30 tới 70.000 đồng tùy trường hợp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 80/2021 NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Một số nội dung được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước như hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa, 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Thời gian qua, một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là câu chuyện về mua bán đất đai. Mỗi người khi mua đất có một mục đích khác nhau, nhưng hẳn ai cũng mong muốn được cầm trong tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn được gọi là sổ đỏ. Vậy, thủ tục để được cấp sổ đỏ trong mua bán đất là gì và làm sao để tránh được những sai sót? Mời quý vị cùng gặp gỡ anh Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh huyện Tiên Lữ để cùng tìm hiểu. Xin anh cho biết những giấy tờ cần thiết để người dân cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán đất. Cấp đổi giấy nhận quyền sử dụng đất trong mua bán đất thực chất đấy là chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau. Khi thực hiện chuyển quyền thì hộ đình nhân dân cần 3 cái giấy tờ chính, đó là đơn xin đăng ký biến động, thứ hai đó là giấy nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn đất, thứ ba là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những khoản thuế và phí mà người dân phải nộp là gì vậy anh? Người dân sẽ phải nộp đó là 0,5% lệ phí trước bạ và 2% đó là thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Và phí và lệ phí đó là 260.000. Thời gian để cấp sổ đỏ trong vòng bao nhiêu lâu vậy anh? Thời gian cấp sổ mới là 10 ngày, không kể thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Khi mà lấy giấy nhận quyền sử dụng đất thì hộ đình nhân dân cần kiểm tra về thân nhân, pháp nhân, địa chỉ. Nếu phát hiện có sai sót sẽ được thực hiện đình chính. Người dân cần phải làm các thủ tục đó là phải có đơn xin đình chính, giấy nhận gốc là bản sao các cái giấy tờ thông tin cần đính chính. Anh có thể chia sẻ những vấn đề mà người dân thường gặp phải khi mua bán đất dẫn đến không thể chuyển nhượng được quyền sử dụng đất không? Trong quá trình làm việc thì tôi cũng gặp rất nhiều các trường hợp rủi ro trong quá trình
mua bán đất. Những cái giao dịch đấy thực hiện là không thông qua văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại ủy ban xã, mà chỉ là những giấy tờ viết tay mua bán mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy nhận của một thửa đất mà bán cho nhiều người, giấy nhận đã cầm cố thế chấp tại các ngân hàng hoặc là các cái đơn vị cầm cố ở ngoài nhưng vẫn thực hiện thủ tục giao dịch. Tôi có lời khuyên khi mà thực hiện mua bán đất, đối với người mua là phải kiểm tra lại cái giấy nhận quyền sử dụng đất, và thứ hai là phải kiểm tra thực địa khu đất. Nếu mà cảm giác mà mình chưa an tâm lắm thì có thể là lên các cơ quan có thẩm quyền để check lại những cái thông tin thì mình sẽ tiến hành giao dịch qua văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại ủy ban xã. Vâng, cảm ơn anh Lê Ngọc Hùng rất nhiều ạ. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị mua bán đất được an toàn và thuận lợi, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tạp chí Kinh tế Phổ Hiến phát sóng ngày 11 tháng 6, chúng tôi đã chuyển tải tới quý vị và các bạn nội dung đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị Đối thoại Hải quan Doanh nghiệp năm 2022 về các vấn đề chính sách tiếp cận đất đai, đào tạo và cung ứng lao động cho các nhà máy, xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, trường học cho con em công nhân, và một số nội dung thuộc phạm vi chính quyền tỉnh Hưng Yên giải quyết. Trong chương trình hôm nay, Tạp chí Kinh tế Phổ Hiến xin tiếp tục đăng tải nội dung đối thoại của ngành hải quan với cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa mà doanh nghiệp quan tâm. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Hưng Yên, số thuế xuất nhập khẩu thu được ngân sách qua chi cục đến tháng 6 năm 2022 đạt 2.286 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch. Hiện chi cục đang thực hiện thủ tục hải quan cho trên 1.500 doanh nghiệp. Lượng tờ khai thông quan tính bình quân 700 bộ trên ngày. Do vậy, việc lắng nghe thông tin, phản hồi từ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng để Hải quan Hưng Yên tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, có phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hôm nay, Chi cục Hải quan Hưng Yên tổ chức buổi đối thoại Hải quan doanh nghiệp năm 2022. Tại đối thoại ngày hôm nay, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chúng tôi luôn cầu thị lắng nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để chúng ta cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc, cùng nhau cải cách, đồng hành, phát triển, góp phần đưa mối quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, cùng nhau đồng hành, phục hồi kinh tế, hướng tới phát triển bền vững. Phát biểu tại cuộc đối thoại, Tổng Giám đốc Công ty Toto Việt Nam cho biết doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2 rất hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, hiện đang tiếp tục xây dựng nhà máy thứ hai tại Hưng Yên. Đây sẽ là trung tâm sản xuất phục vụ toàn cầu của Toto. Sau cái quá trình dịch bệnh Covid, tôi thực sự rất là cảm ơn sự đồng hành của tỉnh. Tôi rất là may mắn trong lúc bị dịch bệnh thì là cũng đã được gặp chủ tịch tỉnh và được ông chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện ổn định sản xuất bằng việc là phân bổ vaccine kịp thời, và chính điều đấy đã giúp tôi duy trì không bị gãy chuỗi cung ứng và khẳng định thêm niềm tin để chúng tôi tiếp tục triển khai thêm nhà máy tiếp theo trong năm tới. Đồng thời trong giai đoạn dịch bệnh này, tôi cảm nhận được rất là rõ sự đồng hành của các sở ban ngành, sở y tế cũng như là tại chi cục hải quan tỉnh Hưng Yên. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất đĩa máy tính đóng tại khu công nghiệp Thăng Long 2, có kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình trên 300 triệu đô la Mỹ, đại diện công ty Hoya Việt Nam đặt câu hỏi và đã được cơ quan chuyên môn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp trả lời ngay tại hội trường. Công ty chúng em là sản xuất cái đĩa, nền đĩa cho cái ổ cứng máy tính thuộc vào cái dòng công nghệ cao, thì hiện tại đang vướng mắc với thu nhập. Nhân đây thì em cũng mong các lãnh đạo cục thuế sớm có trả lời cho doanh nghiệp chúng em để yên tâm sản xuất. Đối với cái sản phẩm của công ty Hoa An có được xác định là cái sản phẩm công nghệ cao hay không, cục thuế cũng đồng hành cùng doanh nghiệp và cũng đã hỏi tổng cục thuế, bộ tài chính và các bộ chuyên ngành. Hiện tại cái văn bản mà trả lời thì quả thật là nó cũng chưa được rõ ràng. Công ty Hoan là vào Việt Nam là có hai nhà máy, một nhà máy 2004 ở khu công nghiệp Thăng Long 1, thứ hai là ở khu công nghiệp Thăng Long 2 là ở Nguyên vào năm 2007. Thế về chính sách của nhà nước thì 2004 và 2007 nó có thay đổi. Thế khi thay đổi đấy thì cái sản phẩm của Hoan này thì lại thuộc nhóm là được ưu đãi.
Thế nhưng mà chi tiết ra thì chưa có hướng dẫn cái mục lục chi tiết mã ngành nó cụ thể. Thế cái việc này thì Cục Thuế ở Hưng Yên cũng đã hỏi Bộ Kế hoạch Đầu tư, hỏi Bộ Thông tin Truyền thông, thì cái việc này thì các bộ lại trả lời cũng chưa rõ ràng, cho nên cũng chưa thực hiện được. Do vậy là Cục Thuế đồng hành cùng với doanh nghiệp và tiếp tục để làm rõ cái vấn đề này. Doanh nghiệp bên em có nhập khẩu nguyên vật liệu và sản xuất xuất khẩu, nhưng mà sau khi nguyên vật liệu đã được nhập khẩu thì khách hàng lại hủy đơn hàng và chi phí vận chuyển trả lại cho nhà cung cấp rất là cao, nên là bên em muốn hủy cái phần nguyên vật liệu đã nhập khẩu đấy và có thông báo cho bên cơ quan hải quan và có sự giám sát của hải quan thì có được hiện thế hay không. Về nguyên liệu và vật tư mà hỗ cho hoạt động sản xuất xuất khẩu tiêu hủy thì hiện nay thì cũng đã quy định trong cái điều 12 của nghị định 18 sửa đổi nghị định 134 thì cũng có quy định là trường hợp các anh chị mà nguyên liệu mà thực tế đã tiêu hủy thì thực hiện đầy đủ những quy định thì cũng sẽ được miễn thuế. Theo quy định hiện tại thì là tờ khai hải quan là trước khi thông quan thì không được phép di chuyển hàng ra khỏi khu vực địa điểm lưu kho cho thông quan dự kiến. Thì hiện tại là công ty em đều mở tờ khai xuất khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên và hàng được xuất tại cục hải quan Hải Phòng. Đối với những cái lô hàng mà bên em mở tờ khai mà có số lượng là nhiều container và những container đấy của em bên em là không thể đóng được trong một ngày mà có thể đóng kéo dài 2 đến 3 ngày. Thì theo quy định là tờ khai phải thông quan thì em mới được đưa hàng đi, cho nên là những cái ngày đầu tiên và ngày thứ hai đó thì các xe container của bên em đều phải lưu tại kho để sau khi mở tờ khai xong thì mới được thông quan xong thì mới được di chuyển xuống Hải Phòng. Cho nên là đây là một vướng mắc mà em cũng muốn hỏi được chi cục hải quan có hướng dẫn trả lời ạ. Với cái quy định hiện tại thông tư 3839, cái quy định ấy chưa có cái sự thay đổi, và với hàng xuất khẩu mà bạn trong trường hợp mà chưa thông quan thì cũng không, như hàng xuất khẩu của bạn thì cũng không có cái quy định là được nhờ kiểm tại chi cục hải quan cửa khẩu. Chính vì vậy mà hiện tại thì bên công ty vẫn phải thực hiện theo cái quy định của thông tư 3839, đấy là bạn phải tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm tập kết hàng và thông quan tờ khai xong thì mới được di chuyển ra khỏi cái địa điểm đã khai báo đấy ạ. Vâng, em cảm ơn, nhưng mà tại vì đây là vướng mắc, tại vì thực tế là nó phát sinh chi phí cho doanh nghiệp rất là nhiều và em cũng có kiến nghị là mình có thể có ý kiến để có thể sửa đổi. Đồng hành với doanh nghiệp thì đã cũng đã biết được cái khó khăn vướng mắc này của doanh nghiệp rồi, nhưng mà hiện tại thì cái vướng mắc này cũng chỉ ghi nhận và báo cáo lên để xem xét sửa đổi các văn bản tiếp theo để tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp thôi ạ. Trao đổi với các doanh nghiệp tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, cơ quan quản lý trực tiếp chi cục Hải quan Hưng Yên đã cam kết. Quý vị biết qua cái hội nghị này thì chúng tôi rất trân trọng ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và cũng tại hội nghị này cam kết với đồng chí chủ tịch tỉnh, các đồng chí ở sở ban ngành tỉnh chúng tôi tiếp tục cải cách và lần sau những hội nghị của 2023 sẽ nhận được nhiều ý kiến hơn nữa đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhưng đóng góp đấy là đóng góp để chúng ta cùng cải cách chứ không phải đóng góp những cái vướng mắc, không phải đóng góp những cái tồn tại mà chúng ta đang gọi là phải đối mặt. Bởi cái hội nghị chúng ta sẽ dần dần sẽ trở thành một cái hội nghị mà kiến giải những cái chủ trương chính sách để liên quan đến chủ cục, chứ không phải là chúng ta còn phải đưa ra những cái vướng mắc như hôm nay. Đấy, những cái vướng mắc này là phải giải quyết hàng ngày. Tại cuộc đối thoại hải quan doanh nghiệp năm 2022, đã có gần 20 nhóm vấn đề do đại diện các doanh nghiệp nêu ra. Những vấn đề thuộc phạm vi chính quyền tỉnh đã được ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan giải đáp rõ ràng. Những vấn đề thuộc nghiệp vụ hải quan được lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn của Chi cục Hải quan Hưng Yên trao đổi cặn kẽ. Nhìn chung, cuộc đối thoại hải quan doanh nghiệp năm 2022 được các doanh nghiệp đánh giá là thẳng thắn, cởi mở, có chiều sâu và đi vào thực chất, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật. Đồng thời là kênh thông tin phản biện chính sách để Tổng cục Hải quan và các bộ ngành trung ương có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ hòm thư tạp chí Kinh tế Phố Hiến a@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0363089089. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.